Trong một tuần qua, trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận tới hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Cùng dấu hiệu tăng số ca mắc thì số bệnh nhân nặng cũng tăng. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được nhận định là do tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại còn thấp. Khu khám COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, mỗi ngày khám và phát hiện hơn 30 ca mắc mới COVID-19. Tất cả những cái bệnh nhân vào với chúng tôi mắc COVID thì rất ít là không tiêm vaccine, còn đại đa số là tiêm ít nhất là khoảng 2 mũi đến 3 mũi. Thì các cái triệu chứng của bệnh nhân về COVID thì nhẹ hơn rất nhiều, nhưng bệnh nhân vào với chúng tôi là kèm theo cái bệnh lý nền. Còn tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, có gần 80 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Trong đó, 1/3 là trường hợp nặng nguy kịch phải thở máy. Số bệnh nhân nặng hầu hết là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền như phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, suy tim, cao huyết áp, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch. Trong số những ca diễn biến nặng ở bệnh viện thì hầu hết các ca bệnh nhân ấy thì cũng nhiều người cũng đã được tiêm phòng. Tuy nhiên nó cũng có một cái tỷ lệ nhất định là ở cái nhóm những cái người ta thuộc cái nhóm mà người ta phản đối vaccine, người ta không tiêm phòng, hoặc là những cái đối tượng mà ví dụ như phụ nữ có thai, người ta e dè trong cái giai đoạn mang thai, người ta không tiêm phòng. Các chuyên gia nhận định dịch COVID-19 có xu hướng tăng số mắc trong 2 tuần qua, ghi nhận các biến thể phụ của Omicron có tốc độ lây lan nhanh hơn khoảng 13%. Tuy nhiên, nhiều người dân chủ quan sau khi tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 và từng mắc COVID-19 nên chưa tham gia tích cực vào việc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. Nguy cơ bùng phát dịch hiện rất cao. Nguy cơ bùng phát dịch COVID trở lại Việt Nam là rất là lớn. Báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh gần đây qua giám sát trọng điểm thì cho thấy là 70% các cái trường hợp mắc là do nhiễm biến thể phụ BA4, BA5. Như vậy có thể thấy là biến thể phụ BA4, BA5 tại các tỉnh phía Nam đã bắt đầu chiếm ưu thế, do là cái việc mà làm xét nghiệm để phát hiện các cái ca mắc COVID-19 là giảm đi đáng kể. Do đó là cái số lượng ca mắc COVID-19 là cao hơn nhiều so với số lượng thực tế mà chúng ta thống kê được. Hiện Việt Nam đang phải ứng phó cùng lúc nhiều loại dịch bệnh như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng và cả nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập. Nếu chủ quan trong phòng chống, rất có thể xảy ra tình trạng dịch chồng dịch dẫn tới quá tải hệ thống y tế.